Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì do chịu ảnh hưởng từ các đợt mưa bão lũ lụt sạt lở núi thì nhiều hộ gia đình tại các xã thuộc huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã bị thiệt hại khá lớn về người cũng như tài sản, gây rất nhiều đau thương mất mát cho cuộc sống của bà con nơi đây. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tối qua tại nhà hát BNF quận Sơn Trà, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với công ty Bảo Nguyên Food and Event tổ chức đêm nhạc thiện nguyện Quảng Nam yêu thương với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tại đêm nhạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, được thể hiện bởi những giọng ca tên tuổi như Tố My, Trung Quân Idol, Thanh Trà, Hồng Minh, Đình Thẩm cùng với sự góp mặt của MC Thanh Bạch. Trong không khí ấm áp, đêm nhạc đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của rất nhiều khán giả, trong đó có nhiều khán giả là hội viên Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp này, ban tổ chức đã kêu gọi các nhà hảo tâm với tấm lòng thiện nguyện của mình đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đấu giá bức tranh về cậu bé Hồ Ánh Khiết, dân tộc Ca Dông, huyện Nam Trà My vác búp mang rừng đi ủng hộ nhân dân thành phố Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Đêm nhạc đã thu về số tiền 180 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được trao cho các gia đình là nạn nhân của các trận sạt lở núi tại Quảng Nam và các gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Đêm nhạc thiện nguyện hướng về Quảng Nam yêu thương thể hiện tình cảm, sự quan tâm sẻ chia của hội viên Hội Nhà báo Đà Nẵng đối với đồng bào Quảng Nam còn gặp nhiều khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị sống đẹp, chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.